Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại phần đó là mình luyện tập cái bài toán liên quan đến tính đơn điệu của hàm có chứa yếu tố liên quan đến yếu tố lượng giá ha. Bạn có thể pause video tại đây và bạn giải thử, bạn có thể dò đáp án với kết quả mình giải. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Câu số 1, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y bằng m sin x cộng với lại 2 cos x cộng với lại 3 x đồng biến trên r. Và bây giờ bạn xác định y phẩy cho mình ha. Y phẩy của mình thì nó bằng m cos x rồi trừ cho 2 sin x cộng với lại 3. Mình đang cần tìm m để hàm số y đồng biến trên r, tức là y phẩy của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thuộc r. Để y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thuộc r, mình viết lại cái y phẩy đây ha. Đó là bằng trừ 2 sin x cộng với lại m cos x cộng với lại 3. Đây. Thì như bạn để ý như mình cái lượng trừ 2 sin x cộng với lại m cos x thì cái hàm số này nó có dạng nó là a sin x cộng với lại b cos x. Đó thì mình sẽ viết nó lại ha. Thì cái này nó chính là bằng căn bậc 2 của a bình cộng với lại b bình, tức là 4 cộng với lại m bình phương. Rồi mình nhân cho sin của một cái thằng x cộng với lại một cái góc alpha nào đó ha. Mình đã chứng minh cái công thức này ở trong video hôm bữa ha. Rồi các bạn chưa biết cái cách để làm sao để mình đưa được về cái công thức này, bạn có thể tham khảo cái video đó ở dưới phần mô tả của cái video này ha. Rồi tiếp theo là cộng với lại 3 ha. Rồi mình có thể viết lại cái này lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Rồi cái này đúng với mẫu x thuộc r. Cái này càng lớn hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thuộc r. Đây mình đặt cái vế tay trái của mình là hàm gx. Còn nhiệm vụ của mình đó là tìm m để gx lớn hơn hoặc bằng trừ 3 với mẫu x thuộc r. Thấy nó có dạng tích thì bạn xét cho mình hàm trị đối của gx. Trị đối của gx của mình thì nó bằng cái gì? Thì nó bằng trị đối của cái tích ha. Căn bậc 2 của 4 cộng m bình nhân cho sin của x cộng với lại alpha. Rồi cái này thì bạn tách cho mình thành hai cái tích là bằng. Rồi cái tích đầu tiên là trị đối của căn 4 cộng m bình. Thì bạn nhớ cho mình ha, căn của 2 của 4 cộng m bình thì nó luôn dương. Đúng không? Luôn dương. Do cái m bình cộng 4 nó đã dương rồi nè. Đó cho nên là mình không cần trị đối luôn. Tiếp theo là trị đối của sin x cộng với là alpha. Thì bạn chú ý cho mình như sau nè. Trị đối của sin hay trị đối của cos thì nó luôn bé hơn hoặc bằng 1 nè. Cho nên là nguyên cái tích này nó sẽ bé hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 4 cộng với lại m bình phương. Vậy thì mình sẽ suy ra được nó là gì? Trị đối của gx bé hơn hoặc bằng căn của 4 cộng với lại m bình phương. Vậy thì suy ra được đó là suy ra được gx của mình nó sẽ như thế nào đây? Nó kẹp giữa trừ căn bậc 2 của m bình cộng 4 và nó bé hơn hoặc bằng căn bậc 2 của m bình cộng 4 ha. Rồi vậy thì để gx lớn hơn hoặc bằng trừ 3 với mẫu x thuộc r thì này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi, khi mà chỉ khi cái min ha, cái min của gx với x thuộc r ha thì nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Rồi cái lý thuyết này mình cũng đã nói ở video hôm trước, bạn có thể tham khảo cái lý thuyết này ở dưới phần mô tả video này ha. Mình đã nói rõ rất rõ về cái phần này ở video trước, các bạn nên xem kỹ để các bạn nắm rõ hơn được cái phần này. Đó, vậy thì min của hàm g nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Cái hàm g của mình thì nó kẹp giữa cộng trừ căn của m bình cộng 4, thì cái g lớn hơn hoặc bằng trừ căn của m bình cộng 4. Cái thằng trừ căn của m bình cộng 4 này nó chính là min của hàm g nè. Đó, vậy tức là trừ căn của m bình cộng 4 nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Và bạn rút gọn trừ 1 bằng chuyển vế ha, là mình được đó là m bình cộng 4 nó sẽ bé hơn hoặc bằng, mình bình phương lên luôn là 9 ha. Rồi vậy thì tức là m bình nó phải bé hơn hoặc bằng 5. Rồi do m mình nguyên nên là mình có các cái giá trị nào? Trừ 2, trừ 1, 0, 1 và 2. Mình có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 số. Thì mình chọn phương án B ha. Rồi câu số 2, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y bằng sin x cộng với lại m chia cho cos x cộng với lại 2 đồng biến trên r. Rồi trước hết bạn để cho mình như sau nè. Cái hàm phân thức của mình nó có dạng là y bằng sin x cộng với lại m chia cho cos x cộng với lại 2. Rồi cái mẫu của mình mà để ý nha, cái cos x thì nó chạy từ trừ 1 đến 1. Cho nên khi mình cộng 2 vào thì nó sẽ chạy từ 1 đến 3. Thì nó luôn dương rồi. Cho nên là mình không cần quan tâm đến điều kiện cái mẫu của mình nó có bằng 0 được hay không ha. Rồi bây giờ thì bạn tính đạo hàm cho mình đi. Y phẩy của mình thì nó bằng là dạng u chia v đạo hàm ha. Thì đạo hàm của nó là bằng u phẩy v trừ v phẩy u chia cho v bình phương. V bình phương là cái mẫu bình phương mình vẫn giữ nguyên nè. Đó thì cái mẫu này luôn dương ha. Bạn nhớ cho mình ha, luôn dương. Rồi tiếp theo là mình ghi đây u phẩy v. Thì u phẩy của mình thì nó là bằng cos x nhân cho cos x cộng 2 u phẩy v. Mình trừ đi v phẩy u. V phẩy là bằng trừ sin x. Mình nhân cho u, tức là mình nhân cho sin x cộng với lại m. Thì cái này nó là bằng cái gì? Mình nhân phân phối cái từ ra ha. Cos bình
cộng với lại 2 cos x. Và tiếp theo là trừ với trừ là mình thành dấu cộng đây, là cộng với lại sin bình cộng với lại m sin x. Rồi cái mẫu thì là cos x cộng với lại 2 bình phương. Rồi người ta kêu là tìm m để hàm số đồng biến trên r, tức là y phẩy của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thuộc r. Do cái mẫu của mình luôn dương rồi, vậy thì cái điều kiện của mình tương đương với lại cái từ của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 ha. Bây giờ mình sẽ rút gọn cái từ đi. Cos bình cộng với sin bình là bằng 1 nè, đó mình xóa đi. Đó, cos bình với sin bình mình xóa nó đi và nó cộng với 1. Gộp cái từ của mình còn lại đó là m sin x cộng với lại 2 cos x cộng với lại 1. Để y phải lớn hơn hoặc bằng 0, cái mẫu của mình đã dương cho nên cái từ của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 ha. Với mẫu x thuộc r. Cái này mình làm tương tự bài trên thì mình viết lại ha, tức là bằng căn bậc 2 của m bình cộng 4 nhân cho sin của x cộng với lại alpha. Bây giờ mình chuyển một vào với tay phải ha, lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Cái này đúng với mẫu x thuộc r. Rồi mình đặt cái hàm với tay trái của mình là bằng gx ha. Rồi vậy thì do cái hàm này có dạng tích nè, mình xét hàm trị đối của gx. Thì trị đối của gx của mình thì nó bằng cái gì? Nó là bằng, bây giờ mình viết nhanh luôn ha, căn bậc 2 của m bình cộng 4. Rồi mình nhân cho trị đối của sin x cộng với lại alpha. Bạn chú ý cho mình, cái lượng trị đối của sin x cộng alpha thì nó luôn bé hơn hoặc bằng 1 ha. Cho nên là cái nguyên cái tích này nó sẽ bé hơn hoặc bằng căn bậc 2 của m bình cộng 4. Rồi vậy thì suy ra được đó là gx của mình nó sẽ bé hơn hoặc bằng căn bậc 2 của m bình cộng 4 và nó sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ căn bậc 2 của m bình cộng 4. Bây giờ mình đang cần đó là gx lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Gx lớn hơn hoặc bằng trừ 1 thì điều này xảy ra khi nào? Min của gx. Rồi với x thuộc r nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Min của nó thì nó là bằng trừ căn của m bình cộng 4. Nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Vậy thì tức là m bình cộng 4 nó phải bé hơn hoặc bằng 1. Hoặc thì mình chuyển vế qua thì mình được là m bình luôn bé hơn hoặc bằng trừ 3. Tuy nhiên ở đây m bình của mình luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Nó không thể nào bé hơn bằng trừ 3 được. Cho nên là không tồn tại giá trị nguyên của tham số m để thỏa mãn ha. Vậy thì mình sẽ chọn phương án A ở đây ha. Rồi, cảm ơn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.